Sao? Tại vì những thứ đó nó làm cho tâm mình không được an tịnh. Như vậy thì người không còn lẫn tiếc tài sản châu báu, tức là cái người đó là cái người dân cái hạt châu. Và khi mà lòng không còn tham tiếc tài sản, danh vọng, luyến ái vợ con, thì tâm quan mới phát hiện. À, tâm quan đây tức là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện để mà nhận sâu chuỗi. Nhờ tâm quan phát hiện này mà tâm của chúng sinh lần lần thanh tịnh và tịch nhiên. À, quý đại chúng thấy rõ không? Nhờ cái tâm quan phát hiện này, tức như là ngài nhờ ánh sáng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì tâm của chúng sinh lần lần thanh tịnh và tịch nhiên. Đây tức là dâng cái sâu chuỗi cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì chữ Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là thanh tịnh và tịch nhiên. A Di Đà Phật. Và nhờ sự thanh tịnh tịch nhiên này mà tâm chúng sinh lần lần phá các tướng sinh diệt. Tướng sinh diệt là gì? Tướng sinh diệt tất nhiên là tướng sanh tử đó. Quý vị thấy rằng những tướng nó sanh lên và nó diệt, nó nổi lên trong tâm của mình, nghĩa là từng sát na. Mà khi quý vị được cái sự thanh tịnh này rồi đó, thì tướng sinh diệt này nó không còn nổi nữa. Thì như khi mà cái tướng sinh diệt này nó không còn nổi nữa, thì như thế nào? Thì trong tâm của mình, cái bản tánh tịch diệt nó hiện tiền. Cái chỗ này gọi là đắc đạo đó. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì trong kinh nói rõ ràng lắm. Khi mà sinh diệt diệt rồi, thì tịch diệt làm vui. Tịch diệt làm vui là tận cùng của quả đạo. Đây tức là phần dân chuỗi lên cho tháp báo của ngài Đa Bảo Như Lai. Bây giờ là lúc hành giả đã đạt được cứu cánh đại giác ngộ. Quý vị thấy ẩn ý trong kinh rất là sâu xa. Nếu mà mình đọc kinh mà mình không có ngồi xếp bằng, mình nghiền ngẫm, mình suy tư, quý vị sẽ không bao giờ tìm ra được cái nghĩa lý này. Những nghĩa lý này rất là sâu xa. Đến những bậc đại đức tăng mà nhiều khi ngồi cũng chưa tìm ra được nghĩa lý này. Mà khi mà quý vị tìm được cái nghĩa lý này rồi, thì quý vị đi vào ở trong cái Phật tánh rất là nhanh, nhanh lắm, nhanh vô cùng. Mình đã hiểu rồi. Bởi vì Đức Phật tại sao ngài dùng những nghĩa lý sâu xa? Là tại vì ngài muốn rằng những cái người mà học Phật pháp là những người phải nghiên cứu Phật pháp. Nghiên cứu Phật pháp thì quý vị phải hành Phật pháp. Quý vị hành Phật pháp quý vị mới thành đạo. Còn bằng không thì quý vị chỉ bước chân ở ngoài cửa chùa chứ chưa bao giờ vô trong chùa để mà thắp hương lễ Phật. Có nghĩa là chưa bao giờ thấy lại được cái bản lai diện mục của chính mình. Bữa nay thầy giảng rất là rõ ràng. Tại vì thầy mong rằng tất cả đại chúng đều phải giác ngộ, đều phải thoát khỏi sinh tử luân hồi. À, bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái bài kệ của ngài Vô Tận Ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng. Thế Tôn đủ tướng tốt, còn nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì? Tên là Quán Thế Âm. Đứng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp Vô Tận Ý. Ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thề rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn. Hầu nhiều nghìn Đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua hay diệt khổ các cõi. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao. Hoặc trôi giạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mồi chẳng chìm được. Hoặc ở chót tu di, bị người xô rớt xuống, do sức niệm Quán Âm, như mặt nhật treo không. Hoặc bị người giữ rượt, rớt xuống
núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm, chẳng tổn đến Mãy Long. Hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm hại, do sức niệm Quán Âm, điều liền sanh lòng lành. Hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm, dao liền gãy từng đoạn. Hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gom cùm, do sức niệm Quán Âm, tháo ra được giải thoát. Nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm trở lại, trở hại nơi bổn nhân. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc, các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm, liền điều không dám hại. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm, vội vàng bỏ chạy thẳng. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm, theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm, liền được tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức chí diệu hay cứu khổ thế gian. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu, chí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện. Các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết. Chân quán thanh tịnh quán, chí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ Phật phá các tối, hay phục tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Lòng bi răng như sấm, ý tứ diệu đường mây, xói mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chủ quan, trong quần chẳng sợ sệt, do sức niệm Quán Âm, cừu oán đều lui tan. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải chiều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi, Quán Âm bậc tịnh thánh, nơi khổ nào nạn chết, hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biệt biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là bài kệ do Bồ Tát Vô Tận Ý tụng đọc để mà trùng tuyên lại cái bản văn mà thầy đã giảng xong ở đoạn trên. Các đại chúng nào đọc tụng kinh Pháp Hoa, nếu mà hiểu rõ được bài kệ này thì phước đức vô lượng, và khi mà lâm chung sẽ nương cái tòa sen báo, hưởng cảnh an nhàn tịch lạc nơi cực lạc ban của Đức Từ Phụ A Di Đà Như Lai. Ở đây có cái phần mà thầy nhắc lại là diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Trong cái chỗ kinh này là ngài Quán Thế Âm Bồ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát tuyên dương cái diệu âm và quán thế âm, phạm âm hải triều âm. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là một cái âm thanh, chứ không phải đây là một cái tên.
quý vị thấy rõ ràng, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm. Bốn cái tên này là bốn cái tên thanh tịnh của trong cái bản tánh của tất cả đại chúng đang có. Bởi vì cái âm thanh Diệu Âm này, quý vị muốn nghe được cái Diệu Âm này, quý vị muốn nghe được Quán Thế Âm này, quý vị muốn nghe được Phạm Âm và Hải Triều Âm, thì quý vị phải ly đi cái tánh nghe bên ngoài. Quý vị ly tánh nghe bên ngoài thì tâm quý vị lần lần nó được thanh tịnh. Và do cái sự thanh tịnh này mà nó phát ra Diệu Âm. Những cái âm thanh mà trung bình thì gọi là Diệu Âm. Những cái âm thanh mà nó có cái, nó có từng làn sóng mà nó có thể uyển chuyển là Quán Thế Âm. Và những cái Phạm Âm, tức như là những cái âm thanh nó làm cho cái tâm của mình nó yên lặng, nó thanh tịnh. Bởi vì Phạm Âm là gì? Là cái âm thanh của những vị Phạm Thiên Dương ở cõi trời sắc giới. Nhưng mà ở đây không phải là tiếng Phạm Âm của những bậc mà Phạm Thiên Dương ở cõi trời sắc giới, mà đây là tiếng chân thật từ tâm của tất cả quý đại chúng. Hải Triều Âm cũng vậy. Hải Triều Âm là một cái tiếng nó phát ra từ chân tâm. Như vậy thì quý vị thấy có tiếng nào mà trong 24 tiếng đồng hồ không bao giờ ngừng nghỉ và tắt dứt? Chắc chắn là không có tiếng nào bên ngoài thế gian hết. Tiếng thế gian giàu là tiếng chuông, quý vị chỉ nghe không đầy nghĩa là 2 phút là nó đã tan biến mất rồi. Tiếng thế gian có những cái tiếng mà kêu là nó vang lên rất là lớn, chẳng hạn như tiếng sấm chớp hay là tiếng sấm nổ, thì quý vị cũng nghe được trong vòng nghĩa là chừng 5 phút. Hay là những trận mưa nó kéo dài khoảng chừng 1 tiếng thì nó chỉ nghe trong 1 tiếng mà thôi. Nhưng mà ngược lại, ở đây, cái Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm và Hải Triều Âm là cái tiếng miên diễn không bao giờ dứt mất ở trong tâm. Tiếng này là cái tiếng mà do cái bản tâm thanh tịnh quý vị được nghe nó. Và khi nào quý vị đã được nghe nó rồi thì cái tiếng này không bao giờ dứt mất cả. Bởi vì nó nằm ở trong cái chân tịnh, nó không có tướng sinh diệt. Còn tất cả những cảnh mà quý vị nghe bên ngoài, nó có tướng sinh, tất nhiên là quý vị đánh tiếng chuông là tướng sinh. Rồi khi nghe thoảng thời gian rồi nó đến cái chỗ mất đi, gọi là tướng diệt. Thành ra khởi đầu có một âm thanh là sinh, và đi đến cái chỗ mà mất cái âm thanh gọi là diệt. Như vậy thì chúng sinh nằm ở trong tướng sinh diệt, thành ra luôn luôn bị luân chuyển trong cái khổ não của sinh diệt. Như vậy thì khổ não của sinh diệt đưa chúng sinh về trong cái 6 cõi, kêu là gọi là luân hồi lục đạo. Còn nếu quý vị mà được bản tánh thanh tịnh, nằm ở trong cái tiếng Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm và Hải Triều Âm, là đương nhiên quý vị không xưng thánh, quý vị cũng là bậc thánh. Bởi vì quý vị đã ly niệm và quý vị đã sống ở trong hoàn toàn cái hải đảo chân tâm của chính mình. Và những tiếng này là những tiếng thanh tịnh, nó phát ra từ cái chân tâm thanh tịnh. Do đó tiếng này khi mà có người đặt câu hỏi với thầy, bạch thầy, như vậy thì tiếng này có mất không? Thầy trả lời lập tức không mất. Bởi vì tiếng có mất là tiếng sinh tiếng diệt. Mà tiếng sinh tiếng diệt tức như là tiếng không thường trụ. Không thường trụ là phải mất. Quý vị nào tu mà đạt đến cái chỗ mà Diệu Âm này nó phát khởi, cái Quán Thế Âm và Phạm Âm, Hải Triều Âm phát khởi, thầy mừng cho quý vị đó. Là tại vì quý vị giàu không phải là cái bậc thánh cao, cũng là một cái gì tiểu thánh, là quý vị đã dông được cái thanh trần bên ngoài. Quý vị đã dông được, chỉ cần một căn quý vị nó dông được cái trần bên ngoài thôi, thì cái ngũ căn kia nó sẽ trở về thanh tịnh. Do đó khi mà Đức Phật dạy tu, quý vị nên nhớ rằng Đức Phật không có dạy quý vị gom hết lục căn mà tu. Mà chỉ dạy quý vị, tùy quý vị có thể tu theo căn con mắt, hay có thể tu theo cái căn tai. Và những vị mà thuộc về cái ngành lương y thầy thuốc thì có thể tu theo cái phương pháp là theo cái pháp mà của cái tướng lưỡi, là nám vị đó. Do đó quý vị chỉ cần một tăng căn quý vị tu, mà khi mà một căn nó quay về thanh tịnh rồi, thì tất cả những căn kia nó đều quay về thanh tịnh. Mà khi nó hoàn toàn thanh tịnh, gọi là lục căn thanh tịnh, tất nhiên là quý vị lên cái tiểu quả A-la-hán. Đó là nói về tiểu thừa, là tiểu quả A-la-hán. Nhưng mà nói về Đại Thừa Thiền Tông thì nó không phải là tiểu quả A-la-hán, mà nó là Bát Địa Bồ-Tát. Quý vị thấy không? Quý vị thấy vị tổ bên Thiền Tông, Ngài Long Thọ, Ngài trở về cõi cực lạc với cái quả là gì? Mới là quả kêu là
Quan Hỷ Địa Bồ Tát, là cái quả mới sơ địa thôi. Mà cái công phu của Ngài, hạnh đức của Ngài nó đã cao dời dời như vậy.